Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về là số nam mệnh dương lịch ngày 25 tháng 9 năm 2001, âm lịch ngày 9 tháng 8 năm Tân Tỵ sinh vào giờ Mão, tức là khoảng từ 5 tới 7 giờ sáng, thân cư Thiên Di. Năm xem 2024, năm Giáp Thìn 24 tuổi. 24 tuổi thì đang nằm trong đại vận ở cung Phu Thê, từ 24 đến 33, 24 đến 33, như vậy là 24 tuổi là bắt đầu bước sang một đại vận mới. Đại vận này là Thái âm, Thái âm có hình, có diêu, cô quả, địa không, kình dương đá la hỏa tinh, rất bất lợi liên quan đến gì? Tiền bạc và tình cảm. Rất bất lợi liên quan đến tiền bạc và tình cảm. Thể chất sức khỏe của người mẹ nó cũng không được tốt cho lắm vì Thái âm ứng vào người mẹ. Rồi tiếp theo, Tân Tỵ tuổi âm âm nam mệnh đóng tại cung Ngọ là cung dương, âm dương nghịch lý, người lại mệnh cự môn. Cự môn thì nó là ám tinh, nó là ngọc ẩn trong đá, thế nên cần phải gì? Cần phải trải qua rèn luyện, gian nan, trắc trở, thử thách thì sau đó mới thành công thành danh, và đây cũng là cái cách lợi danh hơn lợi tài. Cần trải qua gian nan thử thách thì sau đó mới thành công. Cự môn Tý Ngọ, cự môn Tý Ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc, phúc hưng long, tức là cái lá số này là gì? Thạch trung ẩn ngọc, cần phải mài giũa thì ngọc nó mới sáng được, hình tượng nó là như vậy. Tiếp theo mệnh kim cục kim, cục mệnh tỷ hòa thiên duy cung thiên cơ đi với hỏa tinh, rồi đi với song hao có địa không này, có đà la, xem ra ra ngoài cũng hơi hao tâm tổn trí, hơi đau đầu, hơi căng thẳng, hơi stress thần kinh một chút. Mặc dù đây là một lá số thông minh trí tuệ, có tài ăn nói, có tài ngoại giao, có cái sự hoạt bát, có cái sự hướng ngoại, nhưng mà cơ đi với hỏa, đi với linh, địa không đà la, rồi là hình diêu cô quả thì nó chủ về áp lực căng thẳng một chút. Đấy, mệnh cự môn thì hay gặp trục trặc thị phi, ra ngoài thì lại hơi áp lực căng thẳng, thế nên cân bằng lại cái đời sống tinh thần một chút, cân bằng lại cái chuyện giao tiếp một chút. Thực ra cân bằng ở đây thì thực ra lá số này thì không phải là không biết nói chuyện, không biết ăn nói, mà là cân bằng một chút, tiết chế một chút thôi. Cự môn hóa lộc thì ăn nói nó rất là khéo, nó phóng khoáng, nó cởi mở, nó hài hòa, nó hợp lý, nó hợp tình, đặc biệt là có đào hoa thì rất có duyên với các chị em. Chỉ có điều cự môn thì nó hay bị thị phi, tại vì đôi khi là họ hay nói nhiều, mau mồm mau miệng, thẳng tính, nói nhiều, thế nên là hay bị thị phi. Tiết chế lại một chút thì nó vô cùng tốt, hoặc là làm những ngành nghề liên quan ăn nói, liên quan giao tiếp, ví dụ như là gì, ví dụ giáo viên, ví dụ như bán hàng, truyền thông, rồi là marketing, rồi là ngôn ngữ, rồi phiên dịch viên, hoặc là học thuật, vân vân. Đấy, thì nó sẽ rất hợp những người có ngành nghề của sao cự môn. Mà cự môn đi với đào hoa, cung quan lộc lại có đào hồng hỷ, thì một trong những ngành nghề hợp đó là ẩm thực đó. Chuyên gia phân tích về mặt hàng bảng ẩm thực chẳng hạn, đấy là sao cự môn. Cự môn thì khả năng ăn nói, khả năng phân tích cực kỳ là giỏi. Rồi tiếp theo đi, thân cư Thiên Di. Thân cư Thiên Di thì là cái mẫu người rất năng động, hoạt bát ở trong xã hội. Thân cư Thiên Di thì tự lực cánh sinh, đặc biệt là cái cung Phúc Đức lại có địa không, địa kiếp, rồi là có đà la, rồi có hình diêu, có hỏa tinh, khá là nhiều sát tinh của gặp tuần. Thế nên là thân cư Thiên Di là mẫu người là sớm trải cuộc đời sớm, có sự hiểu biết hơn người khác, hơn cái lứa tuổi đồng trang lứa. Thân cư Thiên Di sau này sẽ là người cực kỳ hiểu biết về mặt xã hội, đặc biệt đối với lá số này. Hiểu biết được này, nói được này, chia sẻ được này, đấy chính là mẫu người của lá số này. Chỉ có điều thân cư Thiên Di cơ đi với hỏa thì ra ngoài là gì, hơi tham công tiếc việc một chút đấy, hay suy nghĩ một chút, thế nên là hao tổn tâm trí thần kinh, rồi là có thể sinh ra những cái bệnh liên quan đến bất an, mất ngủ một chút, cũng là mẫu người thân cư Thiên Di. Thân cư Thiên Di thì hoạt bát hướng ngoại, thân cư Thiên Di thì đối nội đối ngoại, ngoại giao, giao tiếp, giao tế, cái sự kết nối, cái sự liên lạc với mọi người cực kỳ là có tài. Thế nên lá số này làm về những ngành nghề liên quan đến phục vụ, liên quan đến kết nối mọi người thì nó rất là đắc cách. Đặc biệt là mệnh cự môn là cái sao chủ về có tài ăn nói. Đi vào cung mệnh như là mệnh cự môn. Cự môn thì là cái mồm cái miệng rồi. Cái mồm cái miệng thì dùng để ăn, dùng để nói. Mà cự môn đi hóa lộc, đi với đào hoa thì nói chung là sành ăn, sành uống, sành nhậu. Cự môn thì mau mồm, thẳng tính. Thế nên là hay nói, hay nói thì hay gây ra thị phi. Nói chung là cũng thẳng tính, cũng chính trực là cái sao cự môn. Khả năng ăn nói, khả năng lý luận, khả năng phân tích, khả năng tư duy nó cực kỳ nhạy bén. Tiếp theo cự môn mà đi với gì? Đi với hóa lộc, đi với thiên khôi, thiên việt, đi với ân quang, thiên quý là gì? Thường là thông minh, trí tuệ, học hành giỏi giang, và cũng thường là con trưởng. Sau này thì số là gì? Cận kề quý nhân. Lá số này chỉ cần một có một cơ hội trong cuộc đời là gặp quý nhân, được nâng đỡ, được trợ giúp là phát tài phát lộc. Thay đổi các vị trí chức vụ rồi là phát tài phát lộc. Chỉ có điều lá số này nếu mà đi vào con đường kinh doanh buôn bán thì tốt nhất là cứ nên bình tĩnh một chút. Đấy, cung gì, cung tài phải có địa không, địa kiếp này, rồi là kình dương đà la này, rồi là thiên không này, nó chủ về dễ được và dễ mất. Làm những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, liên quan đến nghiên cứu, liên quan đến cái sự đặc biệt nào đó, khác biệt nào đó thì nó sẽ rất đắc cách đối với cung tài bạch này. Với cái tổ hợp cung mệnh, cung quan như thế này thì lợi danh hơn lợi tài.
Hỏa lộc thì gì? Khéo ăn, khéo ở, khéo nói, khéo giao tiếp, nó hài hòa, nó phóng khoáng, nó rộng lượng, nó cởi mở là cái sao hỏa lộc. Sành ăn, sành uống, sành điệu là cái sao hỏa lộc. Đào hoa thì gì? Đào hoa thì mặt mũi là trẻ trung, đào hoa thì có nhan sắc, đào hoa thì có duyên kinh doanh buôn bán, đào hoa thì nói chung là đa tài đa nghệ. Đào hoa mà ngộ thiên không, cầm kỳ thi họa tài ba tuyệt vời, tức là những ngành nghề liên quan đến giải trí, liên quan đến ẩm thực, liên quan đến dịch vụ nó rất là đa cách đấy. Hỏa lộc đi với đào hoa thiên chủ, mệnh là cự môn, thân quan lộc lại có đào hồng hỷ, rất hợp những ngành nghề liên quan đến ẩm thực, liên quan đến nhà hàng, liên quan đến quán ăn, liên quan đến resort, hoặc những ngành nghề liên quan đến dịch vụ. Thiếu dương thiên không nó chủ về con người là khôn ngoan, sắc sảo, thông minh, có cái tư tưởng, có cái tư duy là đi trước mọi người một biết, rất hợp những ngành nghề liên quan đến sáng tạo. Lá số này mệnh cự môn đi với khoa quyền lộc kỵ luôn. Hóa quyền là cung quan, hóa khoa cung phụ mẫu, hóa kỵ cung phụ mẫu luôn. Thêm nó có xương khúc thai tọa lục hợp, lại có ân quang thiên quý khôi việt. Nếu mà làm giáo viên hoặc là những người chia sẻ kiến thức, tượng là nổi danh nổi tiếng. Thế nên là số này rất có thể là một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội nếu tham gia vào mạng xã hội. Nếu tham gia vào mạng xã hội, đấy là mệnh cự môn nhá. Tổ hợp cũng khá là đẹp, khôi việt đi với quang quý rồi đi với xương khúc khoa tam thái ba tọa. Những cái sao nó chủ về sắc phong, những cái sao nó chủ về ân huệ, những cái sao nó chủ về danh dự, nó chủ về uy tín, nó chủ về ân huệ, tức là những cái sao tượng của nó là gì? Nổi danh nổi tiếng. Nổi danh nổi tiếng, đấy là mệnh cự môn. Cơ bản thì người cự môn thì thẳng tính, mau mồm manh miệng, thế nên là gì? Dễ gặp trục trặc, dễ gặp thị phi một chút trong cái chuyện liên quan ngôn ngữ. Thế nên là làm những ngành nghề về ngôn ngữ, về phân tích, về hùng biện, về biện luận. Đó, có tí gọi là đấu khẩu, gọi là tranh biện biện luận thì nó rất đắc cách với người cự môn. Đó, quảng bá bán hàng, truyền thông marketing hoặc là ẩm thực thì rất đắc cách. Ngoài ra cự môn mà đi với khoa quyền lộc quang quý làm những ngành nghề liên quan nghiên cứu, học hành, học hàm, học vị nó tăng lên, làm những ngành nghề liên quan nghiên cứu được. Tại vì thân cư thiên di là có sao thiên cơ đi với hỏa tinh, chỉ có điều là nên tập trung vào một ngành nghề trước, tập trung cho nó chắc. Cái sao thiên cơ này rất tham, rất tham, cái gì muốn biết, cái gì muốn hiểu, cuối cùng là dễ, rất dễ không tinh thông. Khéo thì có khéo, thông minh có thông minh, trí tuệ có trí tuệ, nhớ lâu có nhớ lâu, chỉ có điều là hay tham rất rất nhiều mà, thế nên nó sinh ra gì, nó không chuyên hẳn vào một mảng thì nó không hay lắm. Tổng quan lại thì tổ hợp mệnh tài quan di của lá số này tượng rất dễ thành công, chỉ có điều là gì, lợi danh hơn lợi tài. Tại vì sao? Cung mệnh là có quyền lộc, quyền lộc trùng phùng tài quan song mỹ, khoa quyền lộc thì danh dự chiêu trương, khôi việt nó chủ về gì, nó chủ về học hành, thi cử, công danh, khoa bảng. Và cái cung tài bạch của lá số này là quá nhiều sát tinh, thế nên độ rủi ro trắng tay rất cao. Mệnh là có gì, hóa lộc đi với song hao, nó chủ phải phóng khoáng, tiêu tiền nhiều khi là gì, không mất kiểm soát đấy, thế nên lợi danh hơn lợi tài nó như vậy. Và cái vận 24-33 cũng là cái vận nó chưa được lợi về mặt tiền tài và tình cảm cho lắm. Vận 34-43 thì nói chung là cắt lợi mọi mặt, vậy nên cứ bình tĩnh thôi. Cự môn thạch trung ẩn ngọc, ngọc ẩn trong đá, cứ từ từ, cứ mài giũa, cứ rèn luyện thôi, dần dần nó sẽ rất là tốt. Đây là mệnh cung của lá số này này. Tiếp theo tài bạch cung đi, tài bạch cung có khôi việt, có ân quang, cũng có cự môn, có thái dương, có quyền, có lộc. Lá số này ăn vào cách quyền lộc trùng phùng thì tài quan song mỹ, chỉ có điều cung tài bạch thì nó dễ được nó dễ mất, thế nên làm những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, liên quan đột phá, liên quan đến khác biệt, liên quan đến cái gì đó nó thực sự là rất rất khác biệt và cá biệt thì nó rất là hay đối với lá số này. Đó là do tổ hợp địa không, địa kiếp kình dương đà la nó chiếu với cung tài bạch. Đấy, tức là những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái sự sáng tạo, những cái sự đột phá, những cái sự độc dị lạ thường thì nó sẽ rất hợp với cái công việc kiếm tiền của lá số này. Người cự môn đi với hóa lộc thì về cơ bản cũng thích cuộc sống về vật chất đấy, nặng hơn về đời sống tinh thần, thế nên nó khá là chăm chỉ, chịu khó, gần cù đấy, khả năng ngôn ngữ rồi là tính tình nó hoạt bát, cởi mở, giao tiếp rộng cơ. Đấy là địa không, địa kiếp này. Tiếp theo thiên khôi, thiên việt liên quan đến gì, văn hóa nghệ thuật, liên quan đến học hành, liên quan đến giáo viên, vân vân. Ân quang thiên quý là may mắn và của tiền, nhưng có địa không, địa kiếp là rất dễ xảy ra tranh chấp, cướp đoạt, cẩn thận làm ơn mát quán nhá. Đấy, hợp tác đầu tư kinh doanh buôn bán thì hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cung gì, cung nô bộc là con phục binh ở đây, liêm chính tham lang ở đây, có hoa kỵ nữa. Cung tài bạch đối diện với đồng lương đi với địa không, địa kiếp đà la, thế nên lá số này cẩn thận làm ơn mắc quản, thế nên mọi việc nên rõ ràng rành mạch. Người cự môn thì hay gặp thị phi, cung tài bạch lại có đồng lương là hai đại phúc tinh đi với sát tinh địa không, địa kiếp là có hiện tượng bị cướp đoạt, bị mất mát. Đấy, đồng lương là hai đại phúc tinh, có tiền là gì, hay làm thiện hay giúp đỡ người khác, nhưng mà chính cái sự giúp đỡ này đôi khi lại mang tai họa cho lá số này. Thiên đức phúc đức này, thiên đức phúc đức này, quyền lộc này, đồng lương thì phải thay đổi nhiều ngành nhiều nghề rồi, cũng có thể kinh doanh buôn bán, nhưng kinh doanh buôn bán nên từ chuyên môn mà đi lên, nên từ sáng tạo mà đi lên thì nó sẽ tốt hơn. Thiên đồng ăn uống vui chơi giải trí, du lịch, ẩm thực. Lá số này rất hợp những ngành nghề liên quan đến ẩm thực và du lịch. Thiên đồng, thiên lương thì liên quan đến y tế, giám sát, quản lý. Cự môn là cái sao nó chủ về cái công tác làm việc, nói chung là rất có quy tắc, rất chú trọng hình ảnh.
Đó, thế nên thiên lương lại sao cô đơn cô độc, có sắc thái của nghiên cứu, của giám sát, của quản lý, của chăm chỉ, của cẩn thận, của logic, của tỉ mỉ. Mặc dù cá tính mệnh rất phóng khoáng, nhưng cung tài bạch, một trong số những ngành nghề hợp của cung tài bạch đó là gì? Giám sát, quản lý, kế toán, rồi là kiểm toán, vân vân. Đó. Tiếp theo là quan lộc cung. Quan lộc cung ở đây là có thái dương kình dương. Thái dương kình dương thì cũng phải trải qua tranh chấp, phải trải qua cạnh tranh. Đấy, kình dương thì chăm chỉ, chịu khó, nỗ lực, có sự đột phá, có sự vươn lên là cái sao kình dương. Kình dương tứ mộ đắc điện thì về cơ bản có sự sáng tạo, có sự đột phá trong công việc. Đấy là kình dương. Mệnh là số này là mệnh kim. Tiếp theo thái dương có những ngành nghề liên quan đến gì? Người nước ngoài, liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến nghiên cứu học hành, liên quan năng lượng, liên quan chiếu sáng, và có một số sát tinh thì khoa học công nghệ cũng là một số ngành nghề hợp. Còn nếu là nói về bản tính của lá số này thì giáo viên giảng dạy ngôn ngữ, chia sẻ kiến thức, truyền thông quảng bá hoặc là ẩm thực thì nó sẽ rất hợp với lá số này. Còn quan lộc của thái dương đi với hóa quyền đi với kình dương là sau này sẽ có địa vị nhất định ở xã hội. Mệnh này có khôi việt quyền lộc, sau này sẽ có địa vị. Hóa quyền là gì? Là chăm chỉ, là chịu khó, là cần cù, là nỗ lực, là vươn lên, là cạnh tranh, là cầu tiến, là năng lượng. Đấy là sao hóa quyền. Đào hồng hỷ là có duyên, có sự trợ giúp của người khác giới. Đào hồng hỷ. Tiếp theo kình dương thì phải gặp phải cạnh tranh, đấu đá thị phi rồi, không thể tránh được rồi. Tiếp theo quan lộc lại có thái dương thái âm, thì cái hình thức làm việc của lá số này rất dễ liên quan đến người nước ngoài hoặc có cái tính chất đảo lộn ngày đêm một chút. Đấy là hình ảnh của thái dương thái âm, mặt trăng mặt trời. Rồi tiếp theo là gì? Thiên di cung, thân cư thiên di, thiên cơ là cái sao hoạt bát, cái sao năng động, cái sao thông minh, cái sao trí tuệ, dễ được quý nhân trợ giúp, nhưng mà có hỏa tinh nó chủ về áp lực, căng thẳng, mệt mỏi khi đi ra ngoài. Gặp cái sao song hao nó chủ về hao tài tốn của. Cơ đi với hỏa thì gì? Khi đi ra ngoài thể chất sức khỏe tinh thần nhiều khi hơi yếu. Ân quang thiên quý thì gặp may mắn thôi, gặp hung là hóa cát thôi. Long đức thì nó chủ về gì? Hơi thua thiệt. Thiên cơ là cái sao thiện, chỉ được cái là gì? Thông minh, trí tuệ, không ai bắt đạt được. Chỉ có điều là nó là sao thiện, thế nên là đôi khi là hay nhường nhịn người khác. Đấy, gặp long đức thì nó chủ về hay thua thiệt. Mà thân cư thiên di sau này là số 43, số bận rộn, số vất vả, ít nhất là bận rộn vất vả trong cái tinh thần, trong cái suy nghĩ. Thân cư thiên di. Đấy, cung phúc đức ở đây là cái gì? Đồng lương đi với không kiếp đà la, gặp tuần thì khó làm việc, khó phát triển ở cái nơi mình sinh ra, mà lại thân cư thiên di nữa. Đấy, tự lực cánh sinh, tự thân lập nghiệp phương xa. Sau này kiến thức, sự hiểu biết, trí tuệ của lá số này cực kỳ là cao, rất tượng của lá số này là nổi danh, nổi tiếng này. Tiếp theo là phúc đức cung này. Đầu tiên là có tuần này. Có tuần thì khó ở quê hương. Cái thứ hai là gì? Cái sự kết nối với anh em, về dòng tộc, về mọi người trong dòng họ là nhiều khi là nó giảm sút. Có địa không, địa kiếp đà la, có hỏa tinh, có thiên hình, nếu mà kết nối, nếu mà làm ăn chung, nếu mà hợp tác chung thì gặp phải nhiều cái sự xung khắc, nhiều sự thị phi, gặp nhiều sự mất mát, thế nên là không hợp cho việc kết nối. Bản thân mình sẽ là người chịu thiệt. Tại vì cự môn thì đúng là thẳng tính thật, khả năng ăn nói, khả năng phân tích, khả năng tư duy cực kỳ là cao. Chỉ có điều cung phú đức có thiên đồng, thiên lương, hai đại phúc tinh mà gặp không kiếp đà la, hỏa tinh, hình diêu, cô quả như thế này thì thực sự là bất lợi trong cái sự hợp tác, và bản thân mình sẽ là người chịu thiệt. Phúc đức mà có địa không, địa kiếp đà la thì chủ về trong dòng họ là gì? Có nguy cơ mất mổ mất mả, nhiều người lập thân lập nghiệp phương xa. Và phúc đức mà có hình diêu cô quả rồi là sát tinh như thế này thì hơi bất lợi với cái chuyện tình cảm lứa đôi. Đấy, phúc đức cung của lá số này. Tiếp theo phu thế cung. Lá số này thì rất đào hoa rồi. Cung phu thế là có thái âm đi với hỷ, hồng loan thì về cơ bản là lắm cô yêu, nhiều cô thích. Đấy, cô nào cũng xinh, chỉ có điều là gì? Hình diêu cô quả gì cứ được một thời gian lại thấy chán nhau. Đấy, lại thấy không hợp nhau, lại thấy cái sự hình khác. Được cái vợ sau này thì gì? Đảm đang, vợ sau này sinh gái. Đấy là hình ảnh của sao thái âm. Nhưng mà vì có địa không, rồi là có hình diêu cô quả đà la, kình dương hỏa tinh, rất rất nhiều sát tinh chiếu vào đây, thế nên là mối tình đầu nó không đi đến đâu vào đâu. Mà thái âm cũng là sao tư tưởng tinh thần, thế nên là để lại một chút cái hình ảnh của người đầu tiên. Cái thứ hai, lá số này trước khi lập gia đình, trước khi lấy vợ thì nó trải qua nhiều sóng gió, chắc trở rồi là chia ly, thì sau khi lập gia đình nó mới ổn định được. Còn nếu mà lập gia đình sớm thì nói chung là rủi ro chia tay nó rất là cao. Ở hai cái điểm, một là lá số này rất đào hoa, cái thứ hai là cung phu thê thái âm thì với hình diêu cô quả. Đấy, hình diêu cô quả. Cái thứ ba là cung tử tức thấy có tả phù bật thì cũng có cái rủi ro. Đấy, một là gì? Ở gần nhau nó không hợp, cô quả người ta gọi là chăn đơn gối chiếc. Chăn đơn gối chiếc. Cái thứ hai là gì? Nặng hơn nữa thì có hiện tượng là gì? Chia ly đó. Ở gần nhau thì thấy nó không vui cho lắm. Còn vợ thì rất khéo nhá, tấu thư, khéo ăn khéo nói, thái âm nữa, sinh gái rồi là đoan trang đoan chính, nho nhã, rồi là lịch sự, rồi là hiền lành, rồi là nhẹ nhàng, rồi là tình cảm. Là sao thái âm? Thái âm là cái sao hướng nội, mà thái âm là cái sao chủ về phụ nữ, thế nên nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tình cảm, nó rất là chan hòa.
ngũ hành của nó thuộc thủy, kiểu như là mưa dầm thấm lâu, nó không gì, nó không mạnh mẽ, nó không năng lượng, nó không nhiệt huyết, nó không thái quá như sao thái dương. Thái âm thì nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Thế nên là vợ cung phu thê mà có thái âm thì vợ đẹp, vợ xinh gái, vợ nhẹ nhàng, vợ nhu mì, vợ hiền lành, đấy là hình ảnh của sao thái âm. Nhưng gặp quá nhiều sát tinh như thế này thì hơi bất lợi. Tiếp theo là tử tức cung thì thiên phủ, phủ đi với tả hữu, đi với xương khúc, khoa thai tọ, rồi có lộc tồn thiên mã thì về cơ bản con cái sau này đông. Đấy, con trai nhiều hơn con gái, mà có tả phú với bật thì nguy cơ, một là có con nuôi, hai là con dị bào, con cái sau này ăn nói giao tế giao tiếp khéo, con cái thì sau này hiền hòa ôn lương chăm chỉ chịu khó cần thùng cần cù, công việc sự nghiệp tiền bạc là thu nhập là ổn định đó. Thiên phủ lưu hạ khéo ăn khéo nói, điếu khách khéo ăn khéo nói, mà phủ đi với điếu khách thì có nguy cơ đam mê một cái thú vui gì đó. Xương khúc khoa thai tọa lộc tồn thì sau này công danh tài lộc đầy đủ cả, thì về cơ bản cung tử tức này tốt. Cung tử tức thì ngoài ra có thể nói là công nhân viên cấp dưới của mình hoạt bát năng nổ, trợ giúp cho mình cực kỳ đắc lực. Thiên phủ ngũ hành thuộc thổ, sinh cho mệnh kim, phủ tướng triều viên cách cục rất là đẹp. Phủ tướng triều viên tả hữu này, xương khúc này, khoa này, lộc này, mã này, vân vân, một con hóa kỵ thì không quá đáng ngại, vẫn có chút trục trặc thị phi nhưng mà không đáng ngại. Vì sao? Vì ở đây có hóa khoa đệ nhất giải thần, vì ở đây có sao thanh long. Thanh long đi với hóa kỵ thành gì? Rồng ẩn trong mây. Trước có một chút gì? Trước có một chút hung, trước có một chút thị phi, sau lại biến thành gì? Sau lại biến thành tốt. Tiếp theo nô bộc cung. Nô bộc cung thì tả phù hữu bật, liêm trinh tham lang xương khúc khoa, về cơ bản rất đông bạn bè. Thêm nữa có thiên mã thì bạn bè là gì? Thứ nhất là kết nối với phương xa rất là nhiều, thân cư thiên di. Nô bộc lại có thiên mã thì bạn bè phương xa cực kỳ là nhiều. Tiếp theo bạn bè lại chủ về những người năng động, năng động, chăm chỉ, chịu khó, hoạt bát, đa tài. Thiên tài nó chủ về gì? Rất nhiều tài năng. Liêm trinh tham lang ở đây xem ra rất có duyên với người khác giới. Nhưng mà vì có phục binh, có liêm trinh tham lang, có hóa kỵ thì nói chung là cũng có nguy cơ bị bạn bè lừa. Phục binh, hóa kỵ, liêm trinh tham lang, về cơ bản cung nô bộc này tốt. Bạn bè, rồi đồng nghiệp, rồi các mối quan hệ về cơ bản là tốt. Liêm tham hãm địa gặp triệt tướng phủ triều viên nhiều cát tinh. Chỉ có điều có phục binh hóa kỵ thì đôi khi là cũng hơi bất lợi một chút, đặc biệt liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tình ái của lá số này. Lá số này cung mệnh, cung quan có đảo hồng hỷ luôn. Cung nô bộc lại có liêm tham đi phục binh hóa kỵ. Cung tài bạch lại có không kiếp đi với đà la, đi với kình dương, quá nhiều sát tinh. Cung tài bạch cũng có hiện tượng là gì? Dễ bị gái lửa. Có đào hồng, có không kiếp, có kình dương, có đà la, có địa kiếp. Cung nô bộc có phục binh liêm tham hay sao đào hoa, hóa kỵ thì nó là như vậy. Cơ bản bạn bè thì nhiều người tốt, nhiều người giỏi, chỉ có điều là dễ bị lừa một chút. Rồi phụ mẫu cung thiên tướng thì có xung đột, xung khắc với sếp và cấp trên là cái đầu tiên. Xung khắc, xung đột với bố mẹ là cái tiếp theo. Bố mẹ là tang môn bạch hổ thì có nỗi ưu tư buồn phiền lo lắng gì đó. Bố mẹ thiên tướng chăm chỉ, chịu khó, cần cù, đoan trang, đoan chính, biết hy sinh, biết lo lắng cho con cái. Thế sao thiên tướng? Văn xương, văn khúc, bố thì khôi ngô tuấn tú, đẹp trai, mẹ thì gì? Mẹ thì nhẹ nhàng, lịch sự, nho nhã, rồi là đoan trang, đoan chính. Có tài hoa, có tài nghệ, đấy văn xương, văn khúc, hoa khoa, có kiến thức, có trí tuệ, có danh tiếng. Nhưng có sự khắc khẩu đối với bố mẹ cũng là lá số này. Tam thoa bát tọa thì chủ về tướng mạo, dáng dấp của bố mẹ rất là đẹp, thanh long, mặt mũi, nhan sắc, vui vẻ. Tướng phủ triều viên đi với tả phủ bật đi với thiên mã, bố mẹ cũng là những người rất là tuyệt vời này. Đó. Lá số này sau khi đi ra làm việc thì nói chung là các mối quan hệ với sếp cấp trên thì nên nhẹ nhàng hài hòa một chút thì nó sẽ rất là tốt. Ở đây vướng mỗi con hóa kỵ thôi, mặc dù là nếu đi với thanh long, đi với xương khúc khoa thì sau nó sẽ tốt, nhưng do mệnh là cự môn gặp cung phụ mẫu có hóa kỵ thì nên tiết chế lại cái lời ăn tiếng nói của mình thì nó sẽ tốt hơn cho các mối quan hệ với sếp và cấp trên. Tiếp theo huynh địa cung liêm trinh tam lang, anh chị em trai gái đầy đủ cả. Liêm trinh tam lang hai bác đầu tinh bình thường là chị gái nhiều hơn anh em trai, nhưng mà có triệt ở đây thì nói chung trai gái đầy đủ cả. Liêm trinh tam lang thì anh chị em rất là đào hoa. Tham lang thì khéo ăn khéo ở, khéo nói khéo giao tiếp, có tham vọng, khi đi với linh tinh thì đạt được những cái sự thành công nhất định. Tham linh đi với lộc mã là cái cách phát phú. Liêm trinh tam lang hai sao đào hoa, anh chị em cũng chủ về đa tài đa nghệ, tướng quân quốc ấn, rồi là thai phụ phong cáo, rồi là thiên quan thiên phúc, lộc mã sinh mộ vượng tứ linh. Nói chung anh chị em thành công thành danh thành đạt. Lá số này hoàn toàn có thể kết hợp với anh chị em để làm ăn, để kinh doanh, để buôn bán, để hợp tác đầu tư. Anh chị em ruột ạ, liêm trinh tham lang gặp những cái tổ hợp cát tinh cực thực sự là rất là đẹp. Tướng ấn lộc tồn, thai phụ phong cáo, thiên quan thiên phúc, tứ linh, rồi là gì, tham đi với linh, rồi là sinh mộ vượng. Anh chị em tượng sống lâu sống thọ này, năng lượng này, nhiệt huyết này, sự đam mê này, sự dồi dào này, sinh lực sức khỏe tốt này, đấy tổ hợp cung huynh đệ kết hợp hoàn toàn được.
Tiếp theo tật ách cung tử vi phá quân, tử vi dạ dày tiêu hóa đại tràng, mệnh lại có cự môn hóa lộc bị song hao, ăn uống nhậu nhẹt và tiết chế. Tử vi nó là gì? Tử vi nó là ngũ hành thuộc thổ, thế nên là bệnh tật là liên quan dạ dày tiêu hóa đại tràng. Được cái tử vi thì gì? Tác dụng giải hung, giải tai, giải họa, giải bệnh rất là tốt. Thế nên là gì? Có tử vi ở đây chủ về ít bệnh ít tật thôi. Linh tinh thì liên quan đến thời bé là mụn nhọt, nóng trong, vân vân, tim mạch, rồi huyết áp, rồi căng thẳng thần kinh. Đấy là sao linh tinh. Đặc biệt cơ đi với hỏa đi với linh sau này dễ áp lực, căng thẳng thần kinh, stress. Phá quân cũng liên quan mụn nhọt, nóng trong. Tiếp theo phá quân đi với hoa cái có thể mắc các bệnh liên quan đến gì? Thận một chút, ngũ hành thuộc thủy. Phá quân đi với đế vượng hoa cái. Mệnh ở đây là có đào hoa, thế nên là gì? Ăn chơi tiết nên tiết chế một chút. Bạch hổ tang môn là linh tinh đi, bạch hổ tang môn liên quan máu huyết này. Thiên khốc thiên hư thì nó chủ về gì? Hệ hô hấp một chút. Được cái tật ách có tử vi có đế vượng. Tử vi có đế vượng thì không đáng ngại lắm. Tiếp theo là cung điền trạch. Đầu tiên điền trạch có tuần, điền trạch có tuần thì thường là khó thừa kế của cả ông bà gia tiên bố mẹ để lại, nhưng mà vì có vũ khúc lục tồn thế nên là vẫn có hiện tượng thừa kế được. Chỉ có điều có thất sát thì dễ gặp phải cạnh tranh, gặp phải thị phi. Vũ khúc thất sát, vũ khúc thất sát thì một đắc một hãm, gặp tuần thì sáng lên. Lộc tồn thì có thai phụ phong cao, thiên quan thiên phúc tứ linh, thì về cơ bản nhà cao cửa rộng nhà đẹp. Đấy, sau này lá số này hoàn toàn có thể kinh doanh buôn bán, làm thêm cái mảng đất đai điền trạch. Đất đai này, điền trạch này, đất nền này, chung cư này, cho thuê nhà đất này, cho thuê văn phòng này, vân vân. Đấy, cung điền trạch của lá số này rất là đẹp chứ có không có gì xấu cả. Ngũ sát đi với lộc tồn, thai phụ phong cáo, đắc tứ linh, đắc sinh mộ vượng, rồi đắc thiên quan thiên phúc. Mệnh lại cái gì? Có hóa lộc. Mệnh có hóa lộc, cung điền trạch có vũ khúc đi với lộc tồn, khá là đắc cách cho cái mảng đất đai điền trạch của lá số này. Thế nên một trong những ngành nghề hợp với lá số này là đất đai điền trạch. Đấy, mệnh lại có sao đào hoa thì kiến trúc mỹ thuật hội họa hoặc là nội thất hoặc là trang trí nhà cửa rất là đắc cách đối với cung điền trạch này. Chỉ có điều nếu có các vấn đề liên quan đến thừa kế thì dễ phát sinh tranh chấp do có sao thất sát thôi. Nhưng được cái vũ khúc thất sát lộc tồn, ngũ hành thuộc thổ và kim rất hợp với lá số này, mệnh kim nhé. Cơ bản đây là một cung điền trạch tốt mà cung phụ mẫu loại hai. Như vậy nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn có cái hiện tượng được thừa kế. Được thừa kế. Đấy, thừa kế ở đây là gì? Có thể là gì? Nếu mà lớn có thể là gì? Một cái cơ nghiệp của ông bà, cha mẹ để lại. Vũ khúc cũng là cái công ty, cái nơi mình làm việc. Ai mà vũ khúc cư điển, phú gia địch quốc vượng chuyển là môn. Đó. Tuy nói rằng cung điển trạch đẹp, đặc biệt vào vận 34 nhá, nhưng đối với lá số này cung tài bạch thì nó rủi ro nó rất cao. Vậy nên thận trọng trong tất cả các vấn đề liên quan đầu tư, hợp tác và kinh doanh. Nếu có liên quan đến kinh doanh thì nên làm về cái mảng sáng tạo, đặc biệt độc dị lạ thường, không tiếp như kình dương đà la thiên không đào hồng thì nên là như vậy. Tiếp theo thì mời các anh chị vào các đại vận của lá số này. Đại vận đầu tiên từ 4 đến 13 cự môn đi với hóa lộc, cự môn đi với hóa lộc rồi đi với hóa quyền khôi việt rồi nhiều cát tinh như thế này, học hành thông tuệ giỏi giang. Đấy, lại có thiên khôi thiên việt, nó chủ về văn bằng, nó chủ về giấy tờ, nó chủ về học hành, nó chủ về bằng cấp. Thế nên là gì? 4 đến 13 tư duy là trí tuệ, học hành tốt giỏi giang. Tiếp theo 14 đến 23 đại vận này cung huynh đệ, mà tổ cách cung huynh đệ rất là đẹp, thế nên tượng là anh em làm ăn kinh doanh buôn bán thăng tiến về mặt sự nghiệp, và bản thân lá số này trong cái đại vận này gặp nhiều may mắn cát lành trong cái việc học hành. Đấy, học hành mới ra đời làm việc cũng là cũng có cái sự nổi tiếng và phát đạt đây. Đó là cách cục tham đi với linh, tham đi với linh. Còn 24 đến 33 thì tôi phân tích rồi, hơi bất lợi với cái chuyện tình cảm là một, cái chuyện tiền bạc, cái chuyện đầu tư là hai, liên quan đến mẹ cũng hơi bất lợi về mặt sức khỏe. Đó là hình ảnh của thái âm, của tiền bạc, của đất đai, của đầu tư, của người con gái ở trong gia đình. Gặp hình diêu cô quả địa không bị kiếp đà la hỏa tinh, thế nên thì các cái vấn đề liên quan đến tiền bạc thì nên thận trọng. 34 đến 43 thì đây là một cái đại vận cực kỳ tốt của lá số này rồi. Đại vận mà gặp thiên phủ tả hữu rồi là lộc mã qua xương khúc như thế này thì hoàn toàn là có thể thì mua sắm, đầu tư tiền bạc, đầu tư kinh doanh, đầu tư đất đai, thậm chí có thể mở công ty. Tại vì thiên phủ nó là kho khố, nó là đất đai, nó là một cái gì, cửa hàng, cửa hiệu, công ty. 34 đến 43 đây là một vận cực kỳ tốt của lá số này để gì, đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán, mua sắm đất đai, tích lũy tài sản. 34 đến 43 một cái vận đẹp nhất của lão số này. Thứ nhất là tuổi gì? Tuổi nó đang độ sung sức. Cái thứ hai là vận nó rất đẹp. Vậy nên nắm bắt trong cái đại vận này. Còn 44 đến 53 thì sao? Đây là cái vận đầy dãy rủi ro liên quan đến tiền bạc. Đại vận này có khôi việt, có quyền lộc, nó trùng lợi danh hơn lợi tài, lại có cả ân quang nữa. Đấy, có địa không địa kiếp kình dương đà la. Nói về mặt tiền bạc là gì? Dễ được, dễ mất. Dễ đến và dễ đi. Đấy là không kiếp đi với kình dương đà la, rủi ro nó rất là cao.
Vậy 44 đến 53 đầu tư hợp tác làm ăn thì nên thận trọng. Bản thân cái cung phúc đức của lá số này, phúc đức là xung chiếu với tài bạch, nó là cái gì? Nó là cái nguồn để kiếm tiền. Phúc đức gặp đồng lương, địa không, đà la, hình diêu, cô quả, hỏa tinh thì nó bất lợi về cái không, nó không được may mắn về cái tiền bạc rồi. Thế nên là gì? 44 đến 53. Đây là cái vận có sự biến động rất lớn. Nếu mà so sánh với cái đại vận 34, nhiều khi là giàu hơn nhưng mà dễ trắng tay hơn, nói anh chị nha, giàu hơn dễ trắng tay hơn. Khi mà đến không kiếp Đà La thì con người ta làm ăn rất liều, liều thì được nhiều xong lại mất lớn, thế nên là dễ trắng tay. Còn 34 43 gặp cái sao Thiên Phủ. Thiên Phủ là cái sao ổn định, cái sao bảo thủ, cái sao logic, cái sao cẩn thận. Thế nên là nó cứ đều đều nó tăng tự một cách tuần tự, một cách phát triển. Mà Thiên Phủ là cái kho, kho chứa, thế nên nó cứ từ từ nó chạy vào kho thôi. À, còn gì tại địa không địa kiếp rồi kình dương Đà La nó như súng ống đạn dược. À, lúc nó giàu lên ai cũng biết đến, nhưng mà đến lúc nó mất đi thì là trắng tay. Rồi tiếp theo đại vận 54 63 có tử vi, có tứ linh, có xương khúc khoa thai tọa, rồi có lộc tồn thì về cơ bản vẫn chủ về lợi danh hơn lợi tài. Đại vận này có phá quân đi với linh tinh, đi với tang hổ khốc hư, hơi bất lợi về chuyện chuyện tiền bạc và chuyện tình cảm. Chuyện tình bạc, tiền bạc và tình cảm. 54 63 là cái đại vận như vậy. Nói chung nó vẫn chủ về lợi danh hơn lợi tài. Thế nên đối với lá số này trong bắt đầu từ cái đại vận 44 đến bắt đầu từ cái đại vận 44, 44 đến 53, 54 đến 63 tốt nhất nên làm những cái công việc nó an toàn một chút, chia sẻ kiến thức truyền thông rồi bán hàng marketing, hạn chế liên quan đầu tư tại vì rủi ro nó rất là cao. 64 đến 73 cũng là đại vận như vậy. Đại vận này cũng thiên di thì tốt nhất là giữ gìn sức khỏe thôi. Cơ đi với hỏa, đi với không, đi với đà, đi với song hao, hình diêu cô quả, nói chung nó bất lợi. Tiếp theo là năm 2024 năm Giáp Thìn của bạn này. Đầu tiên là năm 2024 năm Giáp Thìn lưu hóa kỵ và cung quan. Quan lộc mà gặp thái dương như vậy, danh dự rồi là uy tín rồi là thương hiệu rất dễ bị ảnh hưởng. Nói đến cái câu chuyện quan lộc mà có thái dương thì nên dùng danh tiếng, dùng cái thương hiệu của mình để kinh doanh, để làm ăn, để phát triển sự nghiệp thái dương. Đấy, năm 2024 lưu hóa kỵ và thái dương. Thái dương gặp lưu hóa kỵ, gặp hóa quyền kình dương có sự tranh đấu rất là ác liệt trong công việc. Tranh chức vị quyền hành rồi cạnh tranh đấu đá không lành mạnh. Thái dương lưu hóa kỵ gặp hóa quyền gặp kình dương. Tiếp theo lưu thái tuế và cung phu thê, động vào cung phu thê mà lại có hình diêu cô quả rồi nhiều sát tinh, hơi bất lợi về chuyện tình cảm. Mặc dù có thiên hỷ hồng loan nhưng mà hơi bất lợi về chuyện tình cảm, xem ra là yêu đương là hơi khó tiến tới. Lại tiếp theo là có lưu hồng loan lại ở vào cung đô bộc, đúng là có một mối quan hệ ngầm nào đó nhưng khó phát triển. Tại vì thái âm ở đây đang hãm địa lại gặp hình diêu cô quả, quá nhiều sát tinh rất khó phát triển. Tiếp theo lưu tang lưu hổ vào cung mệnh lại gặp cái sao đào hoa, nhiều cái tư tưởng suy nghĩ liên quan đến cái chuyện tình cảm nó chưa được hay cho lắm. Lưu hồng loan vào cung nô bộc lại gặp gì, gặp phục binh, mối quan hệ nói chung là nó không được rõ ràng rành mạch, nó chưa được công khai, nó chưa lộ ra, đấy là phục binh. Tiếp theo là gì, lưu lộc tồn lưu thiên mão cung tài bạch, một năm bận rộn vất vả bôn ba để kiếm tiền, cũng có thể là đầu tư cho cái khoản đi du lịch lộc mã và cung tài bạch. Nhưng mà nếu đầu tư cho làm ăn kinh doanh buôn bán lộc mã mà gặp không kiếp kình đà là rất dễ trăng tay, rất dễ bị lừa, hao tâm tổn trí một cách vô ích. Lưu kình dương của cung tử tức liên quan nhân, nếu mà có nhân viên cấp dưới thì dễ gặp áp lực cạnh tranh nhưng mức độ nó nhẹ thôi. Lưu đà la của cung tật ách có cái bệnh nho nhỏ kéo dài không khỏi, nhưng được cái năm sau năm giáp thìn thì lưu thiên khôi lưu thiên việt nó vào cung phụ mẫu của cung tật ách. Thế nên là gì, nếu mà có ôm đau bệnh tật là có quý nhân đến trợ giúp. Đó, tiếp theo lưu tang môn lưu bạch hổ và cung mệnh, năm sau lá số này sẽ có nhiều cái nỗi niềm liên quan đến gì, liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tình cảm. Hóa lộc đào hoa gặp lưu tang lưu hổ, thân cư thiên di có thiên cơ đi với bạch hổ, tang môn cơ đi với hỏa, nhiều nỗi niềm liên quan đến tiền bạc và tình cảm. Ví dụ như là mình đào hoa mà sao tình yêu nó hơi lận đận. Đấy, mình có tài mà sao tiền bạc lại không như ý. Hóa lộc song hao đi với tang hổ, thân cư thiên di lại cơ hỏa đi với song hao gặp bạch hổ tang môn, nó như vậy. Tiếp theo tiểu hạn năm thìn vào cung mệnh, cự môn đi với hóa lộc đi với đào hoa, năm sau được ăn được nhậu được giao tế được giao tiếp được đi du lịch được kết nối kết giao mọi người và có khôi việt, năm sau rất dễ gặp quý nhân, mà khi gặp quý nhân là có cơ hội thay đổi cuộc đời. Đấy, hóa lộc đi với song hao đi với thiên trù, năm sau là gì, nói chung là cứ tích cực ăn nhậu thôi thì sẽ gặp quý nhân ở trên bàn nhậu, ở trên bàn tiệc. Đó là hóa lộc đào hoa thiên chủ đi với song hao gặp khôi việt, năm sau tượng là dễ gặp quý nhân, hơi bất lợi với cái chuyện tiền bạc và tình cảm. Đấy, đầu tư cho các mối quan hệ liên quan đến quý nhân cũng là mối quan hệ tốt về sau này anh chị nhá. Hóa lộc đào hoa thiên chủ gặp song hao gặp tang hổ nhưng có khôi việt,
Thế nên là gì, năm sau là gì, kết nối, kết giao, chia sẻ, liên lạc, kết nối mọi người. Năm sau cơ bản là gì, cự môn liên quan đến ăn, liên quan đến nói, liên quan đến giao tiếp, liên quan kết nối mọi người, liên quan giao du, tạo dựng các mối quan hệ đấy. Sau cự môn, và cự môn đi với Khôi Việt thì dễ thăng quan tiến chức đấy, dễ thăng quan tiến chức, lợi danh hơn lợi tài. Tiếp theo 24 tuổi đại vận lưu niên trùng phùng cung phu thê, có tổ hợp thái âm hình diêu cô quả, có thiên hỷ hồng loan và gặp lưu thái tuế, dễ phát sinh các mối quan hệ liên quan đến tình cảm nhưng khó đi đến được với nhau do có thiên hình, do cô quả và quá nhiều sát tình. Thế nên năm sau nếu mà tình yêu nó trục trặc thì cứ bình tĩnh thôi. Tiếp theo với cái chuyện tiền bạc nó không ổn cho lắm. Hóa lộc đi với song hao gặp tang hổ thiên không, thái âm lại gặp hình diêu cô quả, bốn đại sát tinh, rất bất lợi về chuyện tiền bạc. Lá số này năm sau lợi về các mối quan hệ, dễ thăng quan tiến chức, bất lợi về chuyện tiền bạc và tình cảm. Thể chất sức khỏe người mẹ là cũng nên quan tâm một chút, do thái âm gặp một số sát tinh hình diêu cô quả không kiếp kình đả. Đấy là cái chính của lá số này trong năm sau. Tiếp theo lưu ý đến bạn các cái tháng cát hung trong năm 2024 đây, tháng 1 rất bất ổn về chuyện tiền bạc, không kiếp kình dương đà la ở cung tài bạch, cẩn thận làm ơn mắc oán nhé. Đầu tư hợp tác thì nên thận trọng, rất dễ bị lừa. Cái năm bất lợi về tiền bạc cộng với cái tháng bất lợi thì nó sẽ nhiều bất lợi. Tháng thứ hai thì lợi cả danh, lợi cả tài, phủ tướng triều viên tả hữu, rồi là lộc mã xương khúc khoa vân vân. Tháng thứ hai là một tháng tốt. Tháng thứ ba thì có bất đấy, có bất lợi nhẹ thôi, không quá nặng đâu, bất lợi nhẹ liên quan đến tiền bạc và tình cảm. Đấy, hỉ hồng nhưng mà lại điêu cua quả. Tháng thứ tư lại là tháng tốt, tốt cho công việc, tốt cho sự nghiệp, tốt cho giao tế, tốt cho các mối quan hệ. Lợi cả danh, lợi cả tài là tháng thứ tư. Đấy, là tháng thứ tư. Tiếp theo tháng thứ năm, tháng thứ năm lợi cho các mối quan hệ liên quan đến ngoại giao, được ăn, được nhậu, được giao tế, được giao tiếp, nhưng không lợi về mặt tiền bạc, về mặt tình cảm là tháng thứ năm. Tháng thứ sáu công việc, giao dịch, giấy tờ, danh dự, uy tín dễ bị gì, thị phi một chút, nhưng cơ bản là không xấu. Sóng gió nó đến rồi nó sẽ qua. Tháng 6 cũng là cái tháng tốt. 3 phần gì? 3 phần hung, 7 phần cát là tháng thứ 6. Tháng thứ 7 thì vô cùng bất lợi về suy nghĩ, bất lợi về tinh thần, bất lợi về sự nghiệp, bất lợi về tiền bạc là tháng thứ 7, tháng thứ 7. Tháng 1, tháng 7. Tháng 1, tháng 7 và tháng 1, 3, 7 là những cái tháng cực kỳ bất lợi thì bạn nên chú ý một chút. Tháng 8 thì công danh, sự nghiệp rồi là tài lộc phát triển một cách từ từ, ổn định, không quá xấu. Tháng 9 thì công việc gặp nhiều áp lực, gặp nhiều căng thẳng, gặp nhiều sự cạnh tranh, nhưng về cơ bản là gì? Vẫn tốt, không có xấu cả. Thái dương gặp hóa quyền, gặp kình dương đào nghỉ. Nói chung công việc của tháng 9 có áp lực, có cạnh tranh, có đấu đá, nhưng vẫn là một cái tháng không xấu. Tháng 10 có phục binh thì có hóa kỵ, nói chung là cẩn thận bị lừa nha. Còn tháng 10 thì không có gì xấu cả. Tả hữu liêm tham tướng phủ chiếu viên gặp nhiều cát tinh, lợi cả danh lợi cả tài, nhưng có phục binh hóa kỵ thì rất dễ bị lừa nên thận trọng một chút. Mà có lưu hồng loan đây là dễ bị gái lừa hoặc là dễ mang tai mang tiếng vì gái. Còn tháng 11 thì hơi bất ổn với cái chuyện tinh thần, với cái chuyện tiền bạc, cơ hỏa đi với song hao, bất ổn về tinh thần và tiền bạc là tháng 11. Tháng 11 nên chú ý một chút. Tháng 12 thì lợi danh hơn lợi tài, sức khỏe các thứ là dễ bị hao tổn một chút đấy. Tháng 12 không xấu nhưng mà lợi danh hơn lợi tài, không lợi về chuyện tình cảm và chuyện tiền bạc là tháng 12. Rồi, xin chào các bạn.